Thưa các đồng chí, thì trong chương trình chiều nay thì xin phép các đồng chí là chúng ta cho tiến hành thì bây giờ sẽ đến kết thúc và không thể nào nếu chúng ta có nhu cầu riêng thì các đồng chí sẽ nhận để đảm bảo chúng ta thì đồng chí xin các đồng chí hiểu một cái báo cáo đầu tiên gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu và đánh giá siêu hóa gan và gan nhiễm mỡ do báo cáo viên đồng chí tiến sĩ Trần Thị Khánh Đường trường đại học y khoa trong một ngày xin báo cáo. BMI bình thường cũng vậy, chúng ta cũng có hai nhóm, một nhóm cân nặng bình thường nhưng mà rất là khỏe mạnh và một nhóm cân nặng bình thường nhưng mà lại không khỏe mạnh về mặt chuyển hóa. Tương tự như vậy, trong chúng ta đây kể cả người mập hay người không mập đều có cái nhóm người là không khỏe mạnh về chuyển hóa và đó là cái nguy cơ đưa đến những cái bệnh lý gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Chúng ta xem lại cái định nghĩa, thì năm 2018 cả hai hiệp hội của Mỹ và châu Âu và tôi có thì đưa ra một cái định nghĩa khá là mới so với trước đây. Trước đây chúng ta định nghĩa gan nhiễm mỡ hoàn toàn dựa trên mô học. Bình thường cái gan chúng ta có nhiễm mỡ khi mà một cái tế bào gan nhiễm mỡ dưới 5%. Còn khi mà cái mô học chúng ta thêm nhiễm mỡ trên 5% thì chúng ta định nghĩa hoàn toàn như là đó là một cái gan nhiễm mỡ. Và định nghĩa mới là nếu chúng ta siêu âm bụng, chúng ta CT scan hai bất cứ hình ảnh mô học nào mà trả lời chúng ta là gan nhiễm mỡ, coi như là chúng ta bị gan.
Nguyên nhân của gan nhiễm mỡ chia làm hai nhóm. Một nhóm là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hay còn qua là nhiễm mỡ nguyên phát. Còn nhóm còn lại là nhiễm mỡ thứ phát, bao gồm rượu, thuốc, các loại virus, có thai, vân vân. Chúng ta gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu. Nhưng mà ngược đối nghịch lại với nó, do rượu và do thuốc, do virus, tức là nhiều nguyên nhân khác. Về cơ chế bệnh sinh của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu vào năm 2018 thì nó khác rất là nhiều so với trước đây. Trước đây cơ chế bệnh sinh đó là cái tumit, tức là hai cái thuốc độc, nhưng mà hiện nay đó là mentiparanib, tức là những cái tác động này song song với nhau và rất là nhiều tác động, và bắt đầu xuất hiện những cái yếu tố mà có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình sinh học của cái viêm gan nhiễm mỡ. Tức là khi có tình trạng viêm thì sẽ có tình trạng xơ má, xơ gan, tổn thương. Thì đó là cái thay đổi về môi trường, với được cái độ ăn uống sinh hoạt của chúng ta, về vấn đề chuyển hóa, đề kháng insulin, béo phì, và đặc biệt đó là yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền này nổi bật ở người châu Á chúng ta. Ba yếu tố này nó sẽ tác động lên ruột của chúng ta, gây nên hiện tượng là rối loạn của tuyến vi khuẩn ruột, gây nên mức sự rối loạn về vấn đề chuyển hóa của axit béo, axit mập, cũng như là vấn đề translocation, tức là vấn đề chuyển vị của vi khuẩn đường ruột vào trong máu. Hậu quả của nó đưa đến tình trạng nhiễm mỡ, kế tiếp là tình trạng viêm và tình trạng xơ hóa. Đây là cái diễn tiến tự nhiên của một cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Đầu tiên thì chúng ta thấy một cái gan bình thường. Cái gan bình thường này là tỷ lệ mới mắc hàng năm có khoảng là 3-4%, đưa đến một cái tình trạng NASH, tức là nhiễm mỡ đơn thuần. Ở tình trạng này thì người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng gì cả, chỉ siêu âm phát hiện gan nhiễm mỡ, tất cả xét nghiệm men gan đều bình thường, không có tình trạng viêm, không có xơ má, xơ gan và ung thư. Trước đây người ta coi như cái NASH này là một cái bệnh lý, coi như là một cái tình trạng lành tính hoàn toàn. Nhưng sau này họ thấy những cái NASH này có thể tiến triển thẳng tới ung thư tế bào gan mà không qua tình trạng viêm và tình trạng xơ hóa. NASH này chỉ có khoảng 25% nó sẽ tiến triển tiếp đến tình trạng NASH, tức là tình trạng viêm, và khi viêm mãn thì đưa đến tình trạng xơ hóa. Và cái xơ hóa này sẽ diễn tiến từ xơ hóa F1, F2, F3 và tiến thẳng tới ung thư gan. Một cái đặc điểm quan trọng của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu khác hẳn với các nguyên nhân khác do rượu, do virus, đó là những cái tình trạng xơ hóa này chưa đến xơ gan nó có thể tiến triển thẳng tới ung thư biểu mô tế bào gan. Chúng ta biết là viêm gan B, C và rượu hầu hết những bệnh nhân mà qua giai đoạn ung thư thường nó qua giai đoạn xơ gan, và tất cả những tình trạng này đều có thể lùi được nếu chúng ta cắt được những cái yếu tố nguy cơ và mình có điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, yếu tố nguy cơ quan trọng nhất và đặc biệt ở châu Á, bệnh nhân của mình không có chết vì xơ gan bị ung thư ở giai đoạn này, ở cái thời điểm này, mà hầu hết bệnh nhân sẽ chết vì những cái biến cố tim mạch, vì người ta nhận thấy rằng đây là một cái bài báo khá là mới năm 2019. Những cái yếu tố nguy cơ của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và cơ chế của nó đều liên quan đến những cái rối loạn về tim mạch, ví dụ như rối loạn về tế bào nội mô, về tình trạng đề kháng insulin toàn thân, về stress oxy hóa, về tình trạng là bất ổn của những cái mảng xơ vữa không có ổn định, vân vân, đưa đến những cái biến cố về tim mạch, những cái bệnh tử vong do tim mạch, xơ cứng động mạch, bệnh tim mạch và rối loạn nhịp tim. Và đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp năm 2016 cho thấy rằng là những cái người mà có cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu á, so với cái người không có bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thì cái yếu tố nguy cơ tim mạch và đưa đến tử vong nó gấp 2 lần so với người không có. Như vậy làm sao để mình chẩn đoán được đây là một cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu? Thì chẩn đoán đầu tiên là chúng ta phải loại trừ tất cả các nguyên nhân thứ phát có thể đưa đến gan nhiễm mỡ, như rượu, như nhiễm siêu vi, như thuốc, hoặc là trên phụ nữ có thai, vân vân, hoặc là những lúc truyền tĩnh mạch nuôi ăn kéo dài, hoặc là nhịn đói, giảm cân nhanh quá cũng có thể gan nhiễm mỡ. Khi chúng ta loại trừ hết các nguyên nhân đó, chúng ta không tìm thấy nguyên nhân khác thì chúng ta gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Cái đầu tiên chúng ta tiếp cận một bệnh nhân có gan nhiễm mỡ không do rượu là chúng ta phải xác định được mức độ nhiễm mỡ. Hiện nay thì các phương tiện hiện nay của chúng ta về hình ảnh như siêu âm, CT, MRI, chúng ta không xác định, không định lượng được thực sự chúng ta nhiễm mỡ bao nhiêu phần trăm. Như siêu âm hiện nay vẫn là một cái phương tiện thông dụng nhất để chúng ta có thể sàng lọc những cái gan nhiễm mỡ ở trong bệnh trên lâm sàng. Tuy nhiên, cái phương tiện này chỉ xác định được nhiễm mỡ khi cái lượng mỡ trong gan chúng ta vượt quá 20%, và ngay cả chúng ta không định lượng được là nó khoảng bao nhiêu phần trăm. Cái phương pháp mà các anh chị sau này tí là mình có đo thử là một cái phương pháp độ đo độ đồng vượt thoáng qua, trong đó có cái đầu dò cát. Cái đầu dò này nó giúp cho chúng ta định lượng được cái nhiễm mỡ ở trong gan.
và hiện nay được xem là một cái phương tiện có thể thay thế cái siêu âm thường quy để phát hiện định lượng gan nhiễm mỡ. Và các tiêu chuẩn vàng trước đây đối với gan nhiễm mỡ là sinh thiết gan là mô bệnh học, thì hiện nay đã có cái phương tiện là đo cái thông suất mỡ bằng MRI để coi như là một cái phương tiện khá là tốt thay thế sinh thiết gan của chúng ta. Đây là một cái tiêu chuẩn vàng rất là tiện cho chúng ta để chúng ta có thể thực hiện những cái nghiên cứu mà cần tiêu chuẩn vàng để chúng ta đánh giá những cái test mới. Tại sao chúng ta phải đánh giá cái mức độ nhiễm mỡ? Cái mức độ nhiễm mỡ ở gan á, thì nó không ảnh hưởng đến mức độ xơ hóa và mức độ viêm. Nhưng cái mức độ nhiễm mỡ ở gan người ta nghiên cứu trong những năm gần đây đó được xem như là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với tình trạng xơ cứng động mạch cảnh. Và đây là một nghiên cứu năm 2017 cho thấy rằng là cái độ dày của lớp nội mạc động mạch cảnh là rất tương ứng với mức độ nhiễm mỡ của gan. Và cái độ dày lớp nội mạc động mạch cảnh chúng ta biết rồi thì nó sẽ tương quan với độ xơ cứng của động mạch vành và hậu quả của nó là đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Chính vì thế vào năm 2017 trên một cái tạp chí này người ta ghi nhận rằng là đối với bệnh nhân mà có cái nhiễm mỡ gan thì chúng ta cần phải siêu âm để xem lớp lơ để xem cái độ dày của lớp động mạch cảnh, lớp nội mạc của mạch cảnh có nguy hiểm hay không, được xem như là một cái phương tiện sàng lọc để dự đoán bệnh tim mạch ở bệnh nhân bị đau bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, cho dù người đó hoàn toàn không có cái triệu chứng gì mà chúng ta thấy là nó hẹp cái động mạch cảnh thì nó hoàn toàn không có triệu chứng. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang làm một cái nghiên cứu về mối tương quan những mức độ nhiễm mỡ và cái độ dày của lớp nội mạc của mạch cảnh. Đó là mới mức độ nhiễm mỡ thôi. Chúng ta phải tiếp theo chúng ta xem bệnh nhân này có bị NASH hay không, tức là có bị viêm hay không. Nếu bệnh nhân không có tình trạng viêm gan thì không có xơ gan và không có ung thư gan. Thông thường là nếu có NASH thì men gan nó sẽ tăng. Tuy nhiên, cái độ chính xác để xác định tình trạng viêm chỉ có 0.6-0.7. Bởi vì có những cái bệnh lý khác chồng lấp lên một cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có thể làm tăng men gan, ví dụ như rượu, ví dụ như virus vân vân. Do đó một cái khác nữa bất lợi nữa là cái men gan bình thường nhưng đôi khi bệnh nhân đã NASH và thậm chí đã xơ gan. Và để loại trừ tất cả các nguyên nhân mà làm tăng men gan thì chúng ta phải loại trừ viêm gan B, viêm gan C, loại trừ cái bệnh là hemochromatosis tức là ứ sắt di truyền, loại trừ cái bệnh gan tự miễn bằng những cái xét nghiệm như thế này. Trước đây trong những cái khuyến cáo của châu Âu và của Mỹ vào năm 2012 thì chúng ta thấy là cái CK18 được xem như là một cái dấu ấn để xác định bệnh nhân này có bị NASH hay không. Việt Nam chúng ta chưa làm được. Nhưng đến năm 2018 thì không một cái dấu ấn nào hiện nay được xem là khuyến cáo sử dụng trên lâm sàng để có xác định được bệnh nhân này có bị NASH hay không. Một cái gì? Chỉ có cái men gan nó tăng ở giúp chúng ta và một cái rất là đặc biệt đó là ferritin nó tăng. Mấy chị nếu thấy người của mình cứ ferritin tăng rất là cao trên 500, 1000 mà men gan hoàn toàn bình thường, đó là một cái dấu ấn ghi nhận có thể là bị viêm gan nhiễm mỡ rồi ạ. Viêm gan rồi và ferritin người ta ghi nhận là nếu mà tăng lên gấp 2 lần thì xơ hóa gan có thể là đã F2, F3 rồi. Kế tiếp chúng ta phải đánh giá xơ hóa gan. Đối với một bệnh lý gan mãn nói chung, cái quan trọng nhất là chúng ta xác định nguyên nhân, nhưng cái quan trọng để tiên lượng nguy cơ ung thư xơ gan đó là tình trạng xơ hóa gan. Tình trạng xơ hóa gan cực kỳ quan trọng trong tất cả bệnh lý gan mãn. Chúng ta thấy đây là 4 cái guideline hiện nay năm 2018 của châu Âu, của Anh, của châu Á Thái Bình Dương, của Ý và của Mỹ. Thì các phương tiện tóm lại thông thường nhất là cái FibroScan kết hợp với NSS tức là điểm xơ hóa nắp cồn hoặc là SIP4. Thì tất cả những cái này đều rất là dễ tính toán trong thực hành hàng ngày đối với bác sĩ chúng ta. Và cái máy FibroScan nó có một cái lợi thế là nó cung cấp cả nhiễm mỡ và tình trạng xơ hóa. Đây là những cái nghiên cứu của em được đăng trên những cái tạp chí nước ngoài về cái đánh giá xơ hóa gan ở bệnh nhân nhiễm mỡ không do rượu với 4 cái phương pháp em vừa mới nêu. Và trong đó chúng ta thấy về hình ảnh cái FibroScan như ACFI là một cái kỹ thuật mới, một cái kỹ thuật mới nó khác FibroScan thì là nó khá là tốt. Tuy nhiên cái phần FibroScan thì được FDA approve, còn cái ACFI thì chưa được ạ. Và đây cũng là những cái nghiên cứu của em hiện nay khi phối hợp các test với nhau để thay thế sinh thiết gan. Bước cuối cùng khi chúng ta tiếp cận bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là đánh giá yếu tố nguy cơ cực kỳ quan trọng. 5 yếu tố nguy cơ mà đưa đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu: thứ nhất là béo phì di tâm, thứ hai là rối loạn lipid máu, thứ ba là tăng huyết áp, thứ bốn là đái tháo đường.
đường, đái tháo đường là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất, và thứ năm là hội chứng chuyển hóa. Tất cả những cái này hầu như là cứ 10 người chúng ta ngồi đây thì có khoảng 4-5 người là dính đến những vấn đề này. Và những yếu tố nguy cơ đó cực kỳ quan trọng thì nó sẽ làm cho cái bệnh gan nhiễm mỡ này nguy cơ nó tăng lên, kể cả nguy cơ bệnh lý tim mạch và đột quỵ. Thì ta đây là những cái phương tiện để tầm soát, bao gồm cả đường huyết nói, triglyceride máu cao, HDL, LDL, vòng eo và huyết áp. Người ta nói là cái vòng eo càng cao thì đồng thời càng thấp, và thành ra mình cố gắng. Cái vòng eo nó là mỡ, mỡ ở bên ngoài, nhưng mà nó là một cái dấu ấn của bộ nội tạng. Và điều trị như thế nào? Điều trị là chúng ta xác định cho được yếu tố nguy cơ và điều trị, đó là quan trọng nhất. Nếu béo phì thì chúng ta cố gắng giảm cân để mà đạt được một cái chỉ số cân nặng giảm từ 7-10% trong vòng 52 tuần. Đối với đái tháo đường thì chúng ta phải ổn định đường huyết nói, rối loạn lipid máu thì thông thường nó là cái kiểu rối loạn là tăng triglyceride hoặc là tăng kiểu hỗn hợp, thì chúng ta bắt đầu bằng statin. Nếu statin mà chúng ta thấy cái điều đó vẫn không giảm được triglyceride thì chúng ta có thể thêm fibrat. Chúng ta ổn định huyết áp, một trong những cái thuốc huyết áp mà có hiệu quả trên cả bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, đái tháo đường, đó là cái nhóm thuốc ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể. Để chúng ta duy trì huyết áp dưới 140 và huyết áp trong trương là dưới 90. Về thay đổi lối sống, đây là cái mục tiêu, đây là được gọi là cái hòn đá tạo của vấn đề điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Chúng ta phải giảm cali, chúng ta phải giảm cân. Tuy nhiên đối với những cái người gầy, người ta còn không có thể gọi là cái thể bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, gọi là non obese, tức là không béo phì, hoặc là lean, tức là người gầy còn bị bệnh này và cái diễn tiến y như một cái người béo phì vậy đó. Thì đối với những người đó thì cái lượng mỡ trong gan có cái lượng mỡ nội tạng, lượng mỡ khá là cao trong khi lượng cơ rất là thấp, thì chúng ta vẫn ăn một cái chế độ ăn thay đổi, chúng ta không giảm cân nhưng chúng ta ăn một chế độ ăn tăng cái lượng đạm lên, tăng lượng cơ lên và chúng ta giảm cái lượng mỡ xuống. Trước đây thì em đi đo thì thấy cái lượng mỡ của em nó dư đến 18% rồi đó, trong khi lượng cơ em thiếu rất là nhiều. Thế đó em phải thay đổi chế độ ăn và tập thể thao, thì giờ đó lượng mỡ trong người em hiện nay em như vậy vẫn dư khoảng 10%, tức là vẫn phải tiếp tục tập luyện, phải thay đổi chế độ ăn, hoạt động thể lực. Nếu chúng ta đi bộ á thì chúng ta phải đi ít nhất là 200 phút một tuần. Còn nếu chúng ta tập những cái thể thao đối kháng thì khoảng là 150-200. Nhưng em đối với mấy chị ở đây á, thì em tin cái hiệu quả nhất trên bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, giảm cân và tăng cơ tốt nhất đó là aerobic, tức là tập thể dục nhịp điệu. Mình tập thể dục nhịp điệu. Còn đối với các anh á, chúng ta tập những cái thể thao đối kháng hoặc là võ thuật, hoặc là chúng ta có thể chơi những cái tạ hoặc chúng ta đánh cầu lông vân vân. Nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng cái thời gian tối thiểu một tuần phải là 150 phút, còn có đi bộ phải là 200 phút. Về chế độ ăn thì cái chế độ ăn hiện nay cả thế giới đồng ý rằng cái chế độ ăn tốt nhất để phòng ngừa ung thư, phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đột quỵ và bóc cơ tim, đó là chế độ ăn của người Việt Phương Hải. Cái chế độ ăn là cái nền tảng của họ, là những cái enjoy ngồi ăn uống với nhau, nhảy đầm như thế này. Và cái thức ăn hàng ngày, ngày nào họ cũng ăn, đó là chúng ta thấy là thức là chủ yếu là trái cây, là rau, là những cái legume, những cái herbal, tức là những cái thảo dược, và spicy là những thức ăn cay á, những thức ăn cay. Và kế tiếp là chúng ta ăn thỉnh thoảng không có nhiều hơn mỗi ngày, đó là cá và seafood. Kế tiếp nữa đó là mới tới trứng, cheese, tức là trứng, sữa và các sản phẩm của sữa. Và cái cuối cùng họ ăn rất là ít, đó là thịt đỏ và đường. Đường và thịt đỏ là hai chất gây ung thư số 1 của đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, chúng ta uống nước lọc, họ không khuyên chúng ta uống những cái nước gọi là những cái juice, tức là những cái nước ép trái cây. Vì thực sự những cái nước ép trái cây chỉ toàn là đường thôi. Những cái mà tinh túy nhất của trái cây là chất xơ thì chúng ta dùng hết, chúng ta chỉ uống nước đường thôi thì rất là mọc. Chủ yếu là nước và rượu vang, đấy, nhiệt rượu vang nha, chứ không phải là cái rượu của mình uống. Rượu vang chúng ta uống hàng ngày và ban đêm thì rất là tốt. Còn người Việt Nam chúng ta thì hầu như ăn ngược lại. Cái đỉnh này nó cũng xuống dưới và cái đáy này nó lại là bên trên. Thật ra chắc chắn trong một cái thời gian sắp tới, em đang làm nghiên cứu thì trong vòng một thập niên nữa thôi, thì hậu quả của bệnh lý này sẽ rõ, rất là rõ ràng. Cả bây giờ những cái hậu quả và bệnh lý về tim mạch mình không có nghĩ tới cái này đâu, nhưng nó là đã có một cái dấu báo hiệu trước từ cái gan nhiễm mỡ rồi. Về điều trị bằng thuốc thì hiện nay là trên thế giới chưa có cái thuốc gì gọi là đặc trị cả, ngoại trừ chúng ta thay đổi lối sống. Trong đó có hai cái thuốc mà hiện nay các
tạo vitamin E. Vitamin E nó chỉ 400 đơn vị ngày 2 lần đối với trường hợp mà có sơ hóa nặng, có tình trạng viêm. Và một số thuốc nữa là thuốc Pioglitazone, là một cái thuốc mà chúng ta thấy trong điều trị đái tháo đường đó. Thì trước đây các guideline của Mỹ và châu Âu họ không cho sử dụng cho bệnh nhân đái tháo đường, nhưng châu Á Thái Bình Dương cho phép sử dụng cả vitamin E và Pioglitazone cho bệnh nhân có đái tháo đường. Những cái chỉ định này khá là kỹ thì cái Pioglitazone nó sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư bàng quang ở nam. Nhưng mà thường thường khi mình sử dụng bệnh nhân trên 50 tuổi ấy, mà uống liên tục 3 năm nó mới tăng nguy cơ thôi, khoảng 1-7 lần thôi. Còn vitamin E trước đây sợ nguy cơ ung thư tiền tuyến, nhưng mà hiện nay họ chứng minh là một cái meta analysis thì nó không làm tăng nguy cơ ung thư tiền tuyến. Tóm lại là cái bệnh lý gan nhiễm mỡ không do rượu hiện nay là một cái gánh nặng toàn cầu. Nó tăng nguy cơ tim mạch, diễn tiến đến sơ gan và ung thư. Chẩn đoán bao gồm đánh giá mức độ nhiễm mỡ, tình trạng viêm, tình trạng sơ hóa và đặc biệt là xác định yếu tố nguy cơ. Vấn đề điều trị chủ yếu vẫn là thay đổi lối sống, bao gồm chế độ ăn, tập luyện thể thao và chỉ có một số thuốc hiện nay được phép sử dụng thôi. Bây giờ em qua một cái bệnh khác, một cái bệnh lý khác mà có lẽ là rất là hot trong cái chúng ta, đó là cái bệnh gan do rượu. Thì những cái khái niệm như là uống rượu nhiều, nghiện rượu, vân vân, tất cả rất là nhiều khái niệm đó hiện nay thế giới họ không dùng nữa Họ chỉ dùng một từ duy nhất, đó là rối loạn sử dụng rượu. Rối loạn sử dụng rượu, họ có tiêu chuẩn của DSM 5, tức là tiêu chuẩn này là cái tiêu chuẩn của Mỹ, của Hiệp hội Tâm lý học của Mỹ, nhưng mà được sử dụng cho toàn cầu. Và test sàng lọc của Tổ chức Y tế Thế giới năm 1982 vẫn là OBI, tức là cái test sàng lọc của tác sàng lọc vàng đối với rối loạn sử dụng rượu, bao gồm thì mấy câu hỏi. Và đây là một cái đơn vị rượu chuẩn. Tất cả hiện nay các guideline khi họ nói đến rượu, họ không ít nói là chúng ta uống bao nhiêu gam rượu lắm. Họ dùng cái từ đó là đơn vị rượu chuẩn, lên một đơn vị uống một ri. Và cái đơn vị chúng ta sẽ thấy như thế này, đây là bia, tương đương với một lon bia. Đây là nước có trái cây lên men, đây là rượu vang. Ở đây là cái này là rượu gì em cũng biết nữa. Và cái này là rượu bổ của mình đó, hoặc là cái rượu mà nó để thay vị. Và đây là rượu mạnh thì người ta sẽ tính như vậy. Và người ta có một cái trang web, mình lên đây mình để vào bia, mình uống mấy lon bia bao nhiêu ml, nồng độ rượu bao nhiêu, thì nó sẽ đánh cho chúng ta biết là chúng ta có bao nhiêu ri một ngày. Và cái ri nó cực kỳ quan trọng để cơ chế định sinh của rượu và gây nên bệnh gan rượu á. Thì trước đây là một cái cơ chế định sinh khá là mới trong những năm gần đây. Hiện nay nó xuất hiện một cái cơ quan mới. Người ta xem ruột và các vi sinh vật ở ruột, tức là những cái vi khuẩn ở ruột, là một cơ quan mới. Và người ta thấy có một cái trục mới được chứng minh, đó là trục gan ruột. Lần đầu tiên mình nghe trục gan ruột phải không ạ? Tại vì tất cả những cái vi trùng ở trong ruột của chúng ta, khi có vấn đề thì nó sẽ thâm nhập vào trong cái mạch máu, thông qua cái hàng rào của mạch ruột vào trong máu, theo hệ mạch cửa và đến gan, và nó gây tùm lum ở bệnh gan hết. Thì chúng ta biết rồi, cơ chế của rượu của chúng ta là tác động lên gan và nó tác động lên cái quá trình ở gan. Tuy nhiên nó cũng tác động lên cái ruột của chúng ta, chúng ta uống rượu vào và nó làm mất cân bằng của một cái trục gan ruột, đưa đến sự giảm thải độc của gan, giảm chức năng tế bào gan, tăng hoạt tính tế bào phốt pho, tăng hoạt tính lipopolysaccharide, làm hoạt hóa những yếu tố tiền viêm gây nên tình trạng viêm và sơ hóa gan ở ruột. Nó làm giảm chức năng bảo vệ niêm mạc ruột của cái hàng rào như mặt ruột, làm tăng tính thấm. Cái tăng tính thấm cực kỳ quan trọng và nó làm cái translocation, chuyển vị của vi khuẩn vào trong máu và các độc tố vào trong máu, làm tăng lượng vi khuẩn ruột. Chúng ta thấy đôi khi chúng ta uống rượu nhiều và chúng hay bị tiêu chảy, đầy hơi, đầy bụng là vậy đó. Những cái vi khuẩn ở ruột no sẽ tăng sinh lên vi khuẩn gây hại và gây cái hiện tượng chuyển vị của vi khuẩn trong ruột. Về bệnh cảnh lâm sàng của rượu, nó có 3 bệnh cảnh. Bệnh cảnh đầu tiên là nhiễm mỡ đơn thuần, chưa có tình trạng viêm mà không có tình trạng sơ gan ung thư gì hết. Sau đó tình trạng viêm và diễn tiến dần dần lên sơ gan. 90% đến 100% nếu chúng ta uống rượu trên cái ngưỡng gọi là rối loạn sử dụng rượu thì dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ. Chúng ta siêu âm sẽ thấy gan nhiễm mỡ. Và trong nhiễm mỡ này thì có khoảng 1/3 người diễn tiến đến tình trạng viêm gan nhiễm mỡ, và 1/5 thì nó đi thẳng tới sơ gan. Khi có tình trạng viêm gan nhiễm mỡ rồi thì hầu như 70% qua sơ gan và đưa đến ung thư gan. Cái tỷ lệ ung thư gan cao nhất và cái nguy cơ ung thư gan cao nhất đối với bệnh lý gan mãn, do tất cả nguyên nhân thì rượu là cái hàng đầu. Rượu hơn hẳn viêm gan B, viêm gan C và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Đây là cái khuynh hướng ghép gan đối với gan rượu. Chúng ta thấy theo thời gian những bệnh lý như là
viêm gan siêu vi C chẳng hạn, thì cái tỷ lệ mà do máu da nó giảm đi, trong khi bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có gì thấy tăng lên 170% và rượu thì nó tăng lên khoảng 45%, tức là khuynh hướng ghép gan hiện nay trên thế giới châu Âu và Mỹ không còn là cái thuốc BC nữa mà là rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Đây là ảnh hưởng của rượu. Rượu hiện nay ảnh hưởng cho tất cả các cơ quan trên cơ thể, tất cả các cơ quan đều bị ảnh hưởng bởi rượu. Trong đó cái quan trọng nhất đối với rượu đó là bệnh lý tim mạch. Chúng ta cứ nghĩ đó là gan, nhưng cái mình sợ nhất đối với rượu vẫn là bệnh lý tim mạch. Nó liên quan rõ tăng nguy cơ đối với bệnh cơ tim giãn nở, đối với những cái bệnh lý gọi là stroke, thiếu máu, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, huyết khối tĩnh mạch và bệnh vân vân. Chúng ta cũng thấy là nó có cái nguy cơ liên quan đến rượu. Và đây là một cái meta analysis liên quan đến nguy cơ ung thư. Cái meta analysis này khá là mới, năm 2015-16 gì đó. Thì chúng ta thấy đối với ung thư miệng này, ung thư hầu, ung thư thực quản thì nguy cơ RR nó tăng rất là cao. Chúng ta thấy là tăng có thể lên 8 lần, 8-9 lần. Ung thư gan thì tăng được khoảng 8-9 lần. Đặc biệt ung thư thanh quản thì tăng được khoảng 6 lần. Đối với phụ nữ thì tăng nguy cơ ung thư vú, tăng nguy cơ ung thư vú lên khoảng 5 lần. Còn tuy nhiên chúng ta thấy cũng khá là vui, đó là khi uống rượu vào nó lại giảm một số nguy cơ ung thư, ví dụ như lymphoma Hodgkin hoặc là lymphoma Hodgkin, đó là giảm nguy cơ. Và nguy cơ ung thư bắt đầu từ một đơn vị rượu, bắt đầu từ một đơn vị một ngày thôi. Nếu chúng ta uống liên tục thì nguy cơ đã bắt đầu tăng lên từ một đơn vị rượu. Ở một đơn vị rượu thì chúng ta chưa gọi là uống rượu có nồng độ rượu cao, mà nữ phải trên 20g một ngày, nam phải trên 30g một ngày. Về chẩn đoán hiện nay thì năm 2018 của châu Âu họ chẩn đoán là bệnh gan do rượu, chúng ta uống quá 20g một ngày ở nữ, tức là hai đơn vị và nam trên 30g một ngày. Mình nếu mình không uống mỗi ngày thì tính tuần tức là nữ 140 và nam là 210g. Cộng với những cái bất thường về lâm sàng là xét nghiệm sinh hóa, và chúng ta nhớ là cái tiêu lượng của bệnh gan rượu á, lâu dài tùy thuộc vào mức độ sơ hóa. Cái máy họ đo được á, tức là tí nữa mà chúng ta có ai mà chúng ta uống rượu nhiều quá và có rối loạn về mỡ máu, chúng ta có thể đo xem cái sơ hóa chúng ta ở mức độ nào. Và em sẽ là cái người đọc cho mấy chị, vì em là chuyên gia về cái này, và em sẽ là người nghiên cứu duy nhất ở Việt Nam về vấn đề sơ hóa nha. Và ở đây cũng có 10 cuốn sách em nên theo, thì cũng tùy anh Minh, em thấy chọn hoặc gửi vàng, em sẽ gửi tặng 10 anh chị 10 cuốn sách. Em có tổng cộng em xuất bản 3 cuốn sách rồi. Về triệu chứng thì là nếu mà trong trường hợp viêm gan rượu cấp thì vàng da, sốt, mệt, nhịn cơ, tăng dinh dưỡng, tăng bạch cầu đa nhân trung tính với sốt là hay nhiễm mang nhiễm trùng, tăng bilirubin có thể có hay không, tăng men gan, tăng tiền là AC, và hiếm khi nó tăng cao lắm mấy chị. Cái thằng tăng cao nhất là GGT tăng cao lắm, tăng tăng 1000. Nếu trường hợp não thì có GGT kéo dài, giảm ung thư và giảm tiểu cầu. Các dấu ấn hiện nay trên thế giới của châu Âu họ dùng để rượu đó là GGT, chị GGT là cái nhạy cảm nhất, mình uống rượu ngày mai thì nó tăng liền. Ngoài ra thì trong đó là AC, và một cái dấu hiệu nữa là chúng ta thấy hồng cầu nó sẽ to ra, hồng cầu nó to ra mà không phải thiếu vitamin B12 không kiểu với axit folic đâu, mà do cái rượu độc, có độ rượu nó làm cái là nó lắng động trên mặt hồng cầu, là hồng cầu nó to ra, tức là mình đo cái FCD. Đối với trong mạch của ai chúng ta thì khá là hay, đó là chúng ta có được cái hơi thở, chúng ta đo cái nồng độ rượu trong hơi thở. Thì nồng độ rượu trong hơi thở chỉ khoảng 4 đến 12 giờ chúng ta không thể đo được nữa rồi. Chúng ta có thể đo được ở trong nước tiểu, trong nước tiểu chúng ta có thể đo được, tức là bệnh nhân uống nước đó trong vòng 80 giờ chúng ta vẫn có thể đo được. Và cái đặc biệt cực kỳ hay đó là tóc, chúng ta đo nồng độ rượu ở trong tóc, thì cái này chúng ta có thể đo được nếu bệnh nhân uống trong vòng 3 tháng. Tức là trong vòng 3 tháng mình có thể lấy cái tóc, nhưng mà nếu mà tóc mình nhuộm thì cái thuốc nhuộm của bệnh nhân mình nhuộm thì sẽ giảm. Nếu mà nhuộm á, nhuộm mà trong đó có cái một số loại thuốc nhuộm mà có dính như alcohol thì nó sẽ giảm. Và cái test không xâm lấn thì mình có chỉ số FRI mình hay sử dụng trong sông hóa ga, mình không sử dụng được. Chúng ta có cái tiếp 4 và đặc biệt đó là cái FibroScan. Đây là một cái meta analysis năm 2016 thì cho thấy rằng là để đánh giá sơ hóa nặng và sơ gan á thì cái độ nhảy nó khá là cao. Các chị biết khi sơ hóa từ F3 F4 nguy cơ ung thư cực kỳ cao luôn. Cho dù các chị ngưng rượu, cho dù các chị điều trị xong con B con C, các chị vẫn có nguy cơ ung thư. Chỉ khi nào các chị lùi lại khỏi F3 thôi, F2 F1 thôi. Nên mình làm cái FibroScan là F0 F1 F2 thì rất là tốt. Về vấn đề điều trị thì mình vẫn uống rượu, nhưng mà mình uống theo cái ngưỡng cho phép thôi. Có nghĩa là nữ thì đừng có uống quá 2 trên một ngày, nam thì đừng quá 3 trên một ngày,
đối với những cái người mà nguy cơ mà mình có lái xe dễ bị tổn thương hay bị giá thì không quá 4/1 ngày, nữ nam không quá 5/1 ngày, còn đối với phụ nữ có thai thì tuyệt đối zero, không được uống. Về thuốc điều trị thì nó có cái vấn đề cai rượu, thì đó là của châu Âu năm 2018 họ có cái thuốc những cai rượu khá là an toàn, đó là baclofen. Cái này mình không có, mình có naturisol thì để cai rượu khá là an toàn và rất là hiệu quả. Và đây là hướng dẫn của Mỹ năm 2020, thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân vào viện với chúng ta trong bệnh cảnh viêm rượu cấp thì chúng ta đánh giá mức độ nặng của nó bằng cái MDS là mặt ray distribution function á, nó dựa vào bilirubin và TQ, thì nếu nó trên 32 thì nó chỉ phải sử dụng prednisolone. Và pentoxifilin thì hiện nay cái guideline 2018 thì nó ít nói đến lắm. Và cái quan trọng nhất là sau khi bệnh nhân xuất viện rồi á, thì chúng ta phải hỗ trợ vấn đề dinh dưỡng, chủ yếu là sau đó chúng ta hỗ trợ dinh dưỡng và vitamin, đặc biệt vitamin đối với bệnh là vitamin ta, tức là vitamin B1, bây giờ là vitamin ta sinh tố, rồi chủ yếu là 3B. Cái lai của châu Âu cũng vậy thôi, nó chỉ tức là mình cũng là coi xem bệnh nhân này có phụ thuộc nữa hay không, chúng ta giúp cho bệnh nhân cai rượu và chúng ta đánh giá mức độ nặng tổng tổn thương cấp bằng cái MDS và một cái chỉ số nữa là gas, và chúng ta sẽ điều trị prednisolone. Vì những trường hợp này mà nếu không điều trị prednisolone là tỷ lệ tử vong rất là cao đối với những trường hợp là viêm gan rượu cấp. Đối với cái ACG của là đường môn tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2018 á, mấy chị con có một cái yếu tố cực kỳ hay đối với rượu, đó là yếu tố truyền, cái tên gen á, mấy chị đã thấy có hai người cũng uống rượu như nhau, thậm chí người kia uống kinh khủng lắm mà không có sao hết trơn á, trong khi cái người này uống rất là ít nhưng lại bị nguy cơ sơ gan, đó là yếu tố gen đó ạ. Người châu Á chúng ta yếu tố gen rất là quan trọng, kể cả gan nhiễm mỡ do rượu hoặc không do rượu, thành ra chúng ta đừng có so sánh. Ủa tại sao ông kia uống quá trời, ông đâu có bệnh gì đâu, tôi uống nó có tí xíu mà bác sĩ nói tôi bị bệnh, đó là cái yếu tố liên quan về gen đó. Và đây là cái định nghĩa của rối loạn sử dụng rượu đó chị. Ở đây cũng đề nghị chúng ta sử dụng baclofen để chúng ta cai rượu cho bệnh nhân và chúng ta cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Nếu chúng ta uống rượu mà trong lúc bụng đói nguy cơ cao hơn rất là nhiều, chúng ta nên uống rượu để ăn. Nếu chúng ta vừa uống rượu vừa ăn thì nó sẽ giảm cái nguy cơ ngộ độc do rượu nhiều hơn. Và tóm lại thì rượu là cũng là tăng nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư. Cái chúng ta sợ nhất là bệnh tim mạch và ung thư. Chẩn đoán thì là uống rượu chúng ta thấy rồi. Và chúng ta làm FibroScan là để đánh giá chứng giá giai đoạn sơ hóa, và những trường hợp viêm gan độ nặng chúng ta phải sử dụng prednisolone. Lâu dài chúng ta chủ yếu dinh dưỡng vitamin và điều trị bình thường. Thì vào ngày 10 đến ngày 15 tháng 5 thì cái cuốn sách của em sẽ xuất bản cuốn gan nhiễm mỡ, tức là cuốn này viết được khoảng 200 trang, tập hợp tất cả những cái nghiên cứu của em cũng như là những cái kinh nghiệm mà em điều trị từ đó đến giờ của nhà xuất bản Minh Hồng. Thì đáng lẽ thời điểm này là có sách rồi để em xuống giới thiệu với chị, nhưng mà do nó trục trặc thì đến tháng 5 em mới có xuất bản cuốn sách này. Dạ, em xin phép chào em. Dạ, em xin phép vài phút để em giới thiệu cái máy FibroScan và cái đề tài em đang nghiên cứu về cái máy này. Dạ, em đi giúp em. FibroScan đúng là cái tên của cái máy thôi, và cái phương pháp, cái kỹ thuật của nó gọi là đo độ đồng hồ sáng qua tension electrography. Cái FibroScan để đánh giá được sơ hóa gan và đánh giá được nhiễm mỡ. Đây là các giai đoạn của sơ hóa, thì sơ hóa nó chỉ xuất hiện trên viêm gan mãn tức là bệnh gan kéo dài từ 6 tháng, thì nó tiến triển từ sơ hóa F0, F1, F2, F3, F4. Nếu F0, F1 thì coi như là bình thường. Nếu F2 trở lên thì gọi là sơ hóa đáng kể, significant fibrosis. Nếu từ F3 trở lên là sơ hóa nặng hoặc ven fibrosis và sơ gan là F4, tất cả gai lai của tất cả bệnh lý về gan mãn họ đều đánh giá chỉ định điều trị dựa vào cái sơ hóa. Và khi chúng ta từ F3 trở lên thì nguy cơ ung thư cực kỳ cao. Đây là cái vai trò của nó, quyết định thời gian điều trị, quyết định chúng ta phải điều trị sớm từ giai đoạn F2 tránh tới F3, F4 thì lúc đó nguy cơ rất là cao cho dù chúng ta giải quyết được nguyên nhân. Chứ chúng ta theo dõi, đặc biệt là chúng ta tầm soát ung thư và các biến chứng bây giờ mà cũng cần đối với F2, F4, và chúng ta đánh giá đáp ứng điều trị mỗi 6 tháng. Cái guideline về điều trị viêm gan BC của Bộ Y tế thì em tham gia viết, và trong đó em viết cái phần sơ hóa, thì mỗi 6 tháng hoặc 1 năm chúng
cho thấy rằng là tất cả gai lai hiện nay của Mỹ hay của châu Âu hay của tổ chức y tế thế giới, khi chúng ta tiếp cận đầu tiên với bệnh lý viêm gan mãn, ví dụ do viêm gan C mãn, thì chúng ta phải đánh giá mức độ sơ hóa hoặc gây fibrosis. Chúng ta phải sử dụng hoặc aspirin hoặc thuốc bố hoặc là tylenol. Đây gai lai của viêm gan C của châu Âu, ở đây cũng vậy. Viêm gan B của tổ chức y tế thế giới năm 2015 là cái mình đã thì anh biết gai lai của y tế, thì họ tiếp cận đầu tiên không phải là gan, không phải là nồng độ virus các bạn, mà tiếp cận đầu tiên sẽ là sơ hóa ở giai đoạn nào. Và nếu bệnh nhân này là sơ hóa F4 thì chúng ta phải tiến hành điều trị ngay bất chấp ngưỡng virus bao nhiêu, bất chấp gan là bao nhiêu. Cái này cực kỳ quan trọng vì chẩn đoán sơ hóa còn mù, tức là chưa có triệu chứng thôi chứ chúng ta không chẩn đoán được. Nếu chúng ta đánh giá sơ hóa và hai phương tiện đánh giá sơ hóa được bệnh y tế khuyến cáo đó là aspirin và thymoscan, thì hai cái này em có làm ở Việt Nam hết. Cái mà dễ nhất chúng ta có thể chẩn đoán sơ gan còn mù đó là chúng ta nhìn vào thấy ASV lớn hơn ALT và nhìn xuống chúng ta thấy tiểu cầu giảm. Tiểu cầu giảm ở đây chỉ khoảng 160-150 thôi là đã có nguy cơ ung thư, chúng ta không có chờ tiểu cầu dưới 100. Và ASV và tiểu cầu là hai chỉ số giúp chúng ta định lượng, chúng ta đo được cái FRI. Khi nào mà không sơ gan chúng ta phải xem xét đến tuổi, và tuổi bây giờ nó kéo xuống còn 30 tuổi còn 45 tuổi nữa. Bệnh gan mở không ra rượu cũng vậy, chúng ta tiếp cận hồi nãy em có nói là dùng những phương pháp đánh giá không xâm nhập. Đây là các phương pháp đánh giá không xâm nhập về cái dị ứng sinh học và hình ảnh, đặc biệt là đo độ thời gian. Tất cả những phương pháp này Việt Nam mình có hết, anh chị có hết, thành phố Hồ Chí Minh có hết, chỉ có cái là chúng ta không biết thì chúng ta sử dụng thôi. Hầu như là fibroscan, ACTI cho đến SYE cho đến cái MRIE, cái bệnh MRIE mà đo độ thời gian đều có hết. Nhưng tuy nhiên chỉ có một cái được FDA ở Mỹ là approve, FDA đồng ý, đó là cái fibroscan. Đây là các dị ứng gián tiếp. Cái mình dễ tính nhất là FRI. FRI nó chỉ dựa vào AST và tiểu cầu thôi. Còn đối định gan nhiễm mỡ không do rượu thì mình tính cái mắt rồi. Những cái chỉ số để mình tính rất là dễ. Đây là các tính chỉ số FRI nó chỉ có thể áp dụng cực kỳ nhanh để chẩn đoán sơ gan. Và đây là cái bảng thông số em rút ra từ nghiên cứu cũng như là những cái nghiên cứu lớn. Còn đó là cái của em á, thì mình tính rất là dễ. Ví dụ AST nó chỉ là 50, giới hạn trên bình thường ở phòng khám chúng ta là 20. Tiểu cầu của chúng ta là 150 ngàn, thì mình cứ lấy là AST là 50, mình chia cho 20, mình nhân 100, mình chia cho 150 ngàn, là chúng ta ra được cái FRI. Và chúng ta chiếu vào đây chúng ta có thể sơ bộ đánh giá chúng ta là F mấy nè. Tuy nhiên cái FRI nó khá là không chính xác vì nó ảnh hưởng bởi nồng độ AST do hoặc là những cái trường hợp tiểu cầu giảm do các nguyên nhân khác chứ không phải là sơ. Về đó đã đang hồi thì chủ yếu về cơ chế nguyên lý chung nó là tác động tới lực trên mô gan là mô gan mình bị biến dạng và nó tạo ra một cái sóng gọi là sóng biến dạng. Khi mình đo được cái vận tốc sóng biến dạng như vậy á, nó tương ứng với độ cứng của gan mà chúng ta có thể xử lý để ra được là cái độ cứng của gan là bao nhiêu để trả lời theo F mấy. Đây là ba cái đầu dò, nhưng hầu hết hiện nay á, chúng ta ở Việt Nam thì sợ tốn kém chúng ta chỉ có mua cái đầu dò M thôi. Cho đó những cái người mà mập và BMI trên 28 chúng ta đo không có được, hoặc là những cái người gầy, phụ nữ mà gầy và khoảng nhân sườn nhỏ chúng ta phải sử dụng đầu dò S thì chúng ta cũng không đo được. Nên nếu chúng ta có tiền chúng ta mua luôn cả ba cái đầu dò để chúng ta sử dụng cho em bé. Kết quả đo tí nữa chị đo mới chị thấy cái kết quả. Thì trước khi đặt cái kết quả chúng ta phải check hai cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là success rate phải trên 60% và EQE trên MET phải nhỏ hơn 30%. Khi hai cái này đạt rồi chúng ta mới đặt. Thì cái màu xanh xanh này là cái độ đạt độ mỡ của gan đó, cái gì cái lượng mỡ ở gan. Và cái màu vàng vàng tức là chữ Y đó là độ sơ hóa gan, đơn vị của nó là kilopascal. Đôi khi mình đo 5,6 nhưng một năm sau mình thấy nó tăng lên 7 mấy, mặc dù nó vẫn là F1 chẳng hạn, nhưng mà bắt đầu cái độ cứng của gan nó đã tăng lên rồi. Tuy nhiên nó có rất là nhiều yếu tố gây nhiễu về vấn đề độ cứng của gan và đòi hỏi một cái nhà chuyên gia họ sẽ phân tích được cho mấy anh chị. Còn sơ bộ là gì như vậy thôi, nhưng mà chưa chắc nó đúng đâu ạ. Tại vì mình mới ăn xong, mình có bệnh lý khác là xuất huyết gan hoặc là tình trạng viêm gan cấp men tăng cao, thì cái độ sơ hóa này, cái độ cứng này nó sẽ bị ảnh hưởng và nó được đánh giá quá mức. Đôi khi mình mới F2 thôi mà nó đã đánh giá được tới F3, F4 rồi, rất là sợ. Và ta đôi khi nó cần một cái người chuyên về gan, chuyên về sơ hóa để đặt kết quả giúp. Đây nó được chấp thuận từ năm 2013 của FDA, thì hiện nay kỹ thuật này có mặt
trên 53 nước trên thế giới. Mà em đi học ở Singapore thì em có sử dụng cái Fundersen này cũng lâu lắm rồi. Và đây cũng cái hạn chế, nhớ là cái người phải kéo phì hoặc là sườn hàng phải có cái đầu gờ đi. Kế tiếp là cái Fundersen này nó không có cái siêu âm, nó không có cái hình ảnh siêu âm B1 nên đó mình không thấy được cái gan. Mình dựa vào GM và cái remote thì lúc đó mình không thấy được cái gan, mình chỉ ước đoán trên cái hai. Do đó đây là một cái hạn chế của nó. Kế tiếp là nó sẽ ảnh hưởng bởi một cái số vấn đề khác khi mà đọc kết quả. Kỹ thuật này là cái kỹ thuật mới mà mình thấy được hình ảnh remote, đây là cái đề tài nghiên cứu sinh của em thì em thử giúp ta. Cái máy này thì khá là tốt, tuy nhiên nó chưa được FDA approved, thì cái máy này nó xuất hiện sao mặc dù nó được sản xuất ở Mỹ. Scan của Pháp này. Đây là những yếu tố ảnh hưởng độ cứng chúng ta đo, chúng ta có thể để ý chút xíu. Và đây là cuốn sách của em, có em theo có 10 cuốn. Thì anh Minh muốn tặng ai thì tặng, thì em xin phép làm được nha. Nói riêng thì nói tới đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm.